Các tổng chúng ta được bồi thường là 1.700 nguyên thạch mọi người à. ạ Lần này hôi cho quyết tâm giải quyết nhanh vãi <laughs> Bú thôi, bú thôi anh em Nhưng cái video này mình chỉ muốn đề nghị rằng là cái con số 1.700 nó chưa là đủ với cái phiên 4.8 này Riêng về cái nét chiêu của Nivellet là một chuyện Còn có một chuyện khác nữa Mình sẽ đọc cái nguyên văn cho anh em gọi là tối cổ anh em chưa còn nắm được tình hình Cái cách giải quyết của Vớt lần này nó lạ lắm Nó rất nhanh Đã ăn thật Bây giờ mình sẽ đọc lại nguyên văn của sự kiện lần này trước, sau đó đến cái sự kiện lần hai mình muốn đề nghị nhà lành thân mến sau khi cập nhật cái bản 4.8, chúng tôi theo dõi cái về cuộc thảo luận của nhà hành về cái phẩm mới. Trong đó có bao gồm một chủ đề liên quan với việc sửa lỗi trọng kích của Nvidia xoay với cái tốc độ cao. Thà rằng Nvidia nó vừa mới ra thì không nói gì đó là lỗi mà ra từ 4.1 rồi và cái điều này nó đã xảy ra từ 4.1 rồi có nghĩa là đã trải qua 7 phiên bản rồi và đến tận bây giờ 4.8 nhà phải nói là chúng tôi sẽ sửa cái đấy nó đã tạo ra một cầu tranh luận trước đây cái nhóm phát triển nhận ra rằng trong một số những trường hợp cực đoan có thể dùng các cách thức như điều chỉnh cái độ nhạy của chuột này đi của chuột để nước vết có xanh hơn khi mà trọng kích tạo ra những sát thương trên màn hình ừ, nó là như vậy chúng đang đổ lỗi về cái thiết bị đúng không ý định ban đầu của nhóm phát triển là hy vọng rằng sẽ không ảnh hưởng có nghĩa là sẽ giảm cái tốc độ của những vé tèn nói chung là giảm nép về cái vấn đề đấy do có nhiều những cái yêu cầu cần phải cân nhắc về phương án sửa lỗi thực tế được thảo luận và thử nghiệm lần này thử nghiệm nhé anh em hãy nhớ cái câu thử nghiệm lần này nhé tuy đã đã công bố bản bốn mươi tám nhưng mà chúng tôi vẫn thử nghiệm khi mà nhóm phản trải nghiệm thực tế sau khi sửa lỗi thì đã đưa ra những, nhiều những phản hồi về vấn đề này đấy, nói chung là không hài lòng tất nhiên rồi thì theo như cái suy nghĩ của mình nhé nếu mà giả dụ bốn bốn 1 một 4 mai sửa lại cái lỗi luôn Thì đồng ý Nhưng mà đến tận 4.8 Sau 4.8 là chúng ta sẽ đến phiên bản 5.0 5.0 là một cái vùng đất mới Nên là mình nghĩ là nhà phành cố tình nép cái trêu trọng kích của New Để mà làm sao? Để mà New nó gọi là không còn bá đạo nữa Và sau đó là mọi người sẽ tập trung run những cái nhân vật mới ở trong nát làng <laughs> Một là chiến thuật nhưng mà nhà cộng đồng Genshin của chúng tôi gọi là đứng dậy đấu tranh đấy, nói chung một đoạn dài này chỉ là nêu gọi là vịn vào một cái cớ gì đấy dài như vậy thì cái nội dung chính của chúng ta nó sẽ như này do đó sau khi thu thập tổng hợp những ý kiến đề xuất của các kênh thì chúng tôi quyết định là sẽ thu hồi sửa lỗi này ở bản cập nhật sau đồng thời sẽ đền bù cho nhà lành là một sáu trăm hạch vô cùng cảm ơn nhà lành tiếp theo nữa kéo lên trên một giờ trước chúng ta có một cái bài viết nội update thu hồi đây chúng nhận được 1600 luôn và nay mình phải check cho mọi người ở đầu video đấy để chúng ta đã nhận 1.600 luôn giải quyết rất nhanh đúng trong một ngày bình thường giải quyết lâu lắm điều kiện của chúng ta là sẽ phải đạt cái mạo hiểm cấp 5 trở lên trước ngày 18 tháng 7 nhé có nghĩa như anh em gọi là nhân những cái cơ hội này đều gọi là lập những cái agri -run. đấy, thì sẽ không nhận được cái này nhé cộng với cả 100 hôm qua nữa là chúng nó được 1.700 hôm qua vừa vứt cho 100 thôi hôm nay vứt thêm cho 1.600 nữa khá ok đúng không <laughs> giải quyết nhanh đấy hồi vừa đã nói chung là cảm ơn anh Long cảm ơn rất nhiều <laughs> tự dương được hưởng một nghìn thế vui vấn đề thứ hai mình muốn kêu gọi đó chính là cái lỗi mất dương ở trong phiên bản mùa hè bốn tám ở cái ngày đầu tiên khi mọi người làm quét cái đoạn đầu điều chỉnh cái đường ống chiết rượu cho những cái bé này, này. Ừ. thì sau khi mà hoàn thành xong thì nhận được dương thường nhưng mà nếu mà một người lấy luôn thì không sao nha mọi người để dành sau đó làm cái xong quét đó mọi người mới quay trở lại để mà có thể lấy theo cái suy nghĩ đơn giản nếu mà giả dụ nó cái dương ở trong bí cảnh thì nếu mà chúng ta chưa nhặt luôn thì chắc chắn là cái dương này sẽ mất đúng không dương trong bí cảnh một quét trong bí cảnh nhưng mà cái này chỉ là một cái quét đi map bình thường thôi Nhưng mà cái việc chúng tôi muốn muốn để dành nó Và sau đó chúng tôi làm xong chúng nó quay lại lụm thì cũng được Nhưng mà lần này chúng ta quay lại chúng ta đã mất dương mọi người ạ Đó là lý do tại sao hôm qua gây khá là nhiều tranh cãi về việc là chúng ta đi lụm được cái phiếu phân đoạn vui vẻ ở trong cái ngày đầu tiên Người thì bảo 92, một người bảo 93 Phụt một cái là do nếu mà một người full map nha Phụt một cái cái dương này Nó cũng gây khá là nhiều tranh cãi và bất bình ở trong cái cộng đồng của chúng tôi Nên là chúng tôi muốn rằng được thêm ngân thạch 100, 200 cũng được <laughs> về cái vấn đề này rồi, nói chung hoan hỉ vui vẻ có tiếp nhận những cái nguyên hành thôi còn có cứ cái gì bất bình thì chúng ta sẽ lại lên tiếp tiếp rồi đó là nội dung nhanh của video ngày hôm nay rồi mọi người nhớ vào hòm thư check hòm thư để mà nhận một nghìn sáu trăm nhé à, chờ em một cái video tiếp theo về những cái giải đố những cái dương ở trên cái map mùa hè bốn tám này ngày mai chúng ta sẽ mở được cái khu vực tiếp theo của mùa hè bốn tám nhé rồi boy see